con với cô nha. Vào like chia sẻ giúp con với cô ơi. Chia sẻ đầu like giúp con với cô nha. Cô nào đang xem cả mấy cô trắng giúp con xin vài nút chia sẻ đi mấy cô. Con chào cô Quang Lê. Cô nào chia sẻ gọi mấy cô hello với cô Quang Lê đi. Tặng bông, tặng hoa giúp con mấy cô ơi. Để con thấy mấy cô nè. Vào like chia sẻ lên cho em mấy chị ơi. Vào like chia sẻ lên cho em nha. Thì có qua có lại thì em mới tặng cho mấy chị cái giá này.
nhiều đó, nói đi. Đây cái đàn này mà chị nào không chia sẻ là 160 ha, nhưng mà bữa nay em sẽ chi ân bán cho mấy chị 90k luôn, chi ân đầu like bán 90k, chị nào ưng thì nhân tay chốt đi giùm em. Cứ lấy hỏi mừng em trồng theo mà đang hỏi mà. Rồi đây ghi giùm em 90, đi em làm mã đầm chi ân, đầm chi ân 90k, đầm chi ân 90k, nhân tay chốt cho ba chị nha, em chốt cho ba chị. Đã tạm ký đâu về nha mấy chị ơi. Em 68 kg. Ủa mẹ coi là con 68 kg hả? Cái này là loại gì vậy? Thằng chuông. Rồi em 68 kg, 1m50, nhưng mà em chốt cho mấy chị nào 65 kg, chị nào cao cao thì tùy theo chiều cao của mấy chị nha. Ghi giùm em là đầm chi ân 90k đó, 65 kg về mặc ok. Đây cho chị thứ hai nè, rồi cái này cho chị thứ ba, rồi chị nào đang xem á chị chấm lên giùm em, ghi giùm em là mã đầm chi ân, đầm chi ân 90k. Lấy đầm ngẫu nhiên mấy chị nha, hàng này mắc lỗ rồi, em chỉ tặng cho ba chị thôi, chị nào có chia sẻ thì em tặng, còn chị nào không chị chia sẻ lên xuống ký giùm em đi chị ơi. Chị nào chưa có xuống ký chiều cao mới nhớ phải lên mấy chị ơi, số ký chiều cao và số điện thoại khách mới nha mấy chị nha. Chị mấy chị em vừa thôi, số ký chiều cao và số điện thoại giùm em là quên anh đông hai lớp nha chị ơi, đẹp lắm, quên anh đông hai lớp hàng xịn giùm em nha. Chị làm tí nó muốn lên đầm này thì mấy chị báo giùm em, cực kỳ đẹp luôn, em chỉ tri ân ba chị đầu like thôi. Chị Nguyễn Lan là có chia sẻ nè, chị Nguyễn Thơ cũng có nữa nè, mà lên số ký thì chị lên chị vừa không lên số ký về chiều cao mẹ, cái máy trên có ai không chị Cẩm Liên chốt cho chị một đầm. Chị Nguyễn Hoa là bao nhiêu ký vậy ta? Em quên luôn rồi. 8 kg luôn nè chị đi. Còn ok cho chị Nguyễn Lan. Cái chị Nguyễn Lan ha, mấy chị Nguyễn Lan ơi. Em chú có chị Nguyễn Hoa 70 kg không vừa chị ơi. 70 kg không vừa rồi. Rồi ok cho chị Nguyễn Lan một tầm nè. Một tầm chị Nguyễn Lan nè. 70 kg thì ôm mất chị. Chị cao không? Chị cao mấy sáu thì được. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đó em chị ơn đầu lan. Bây giờ em mới chốt. Vàng treo. Màu vàng keo là màu da chứ không phải màu vàng hay gì ơi. Giá 220. Cái đầm dạ hội màu da này là giá 220 chị nha. Em còn một cái duy nhất thôi đó. Hàng có hàng xịn giùm em luôn mấy chị ơi. Xem. Rồi đây cái này cho chị Cẩm Ly đúng không ạ? Đúng rồi. Để chị Cẩm Ly. Chị Nguyễn Thơ lên chiều cao giùm em đi chị. Vậy là cái nào là lấy rồi. Cái đỏ không? Đưa cái gì lên để cái đỏ vô. Đưa lên nhà ta coi rồi giờ để lộn cái lá vô cầm đỏ đi em chốt lá nữa đây nè em. Đấy. Giờ em còn sót là một cái này, chị nào lấy thì ghim em là mã đầm, ghim em là đầm 90k nha. Bảy chỉ cao mấy 58 mà được, cái từ ngon 68 kg rồi, còn cái mấy 50 à chị nào ngon 2 kg á, nặng hơn 2 kg nhưng mà 8 phần mình á, cao hơn 8 phần rồi ok em chú chị con này nha. Ok chị luôn nè. Rồi chốt cho hai chị. Ba chị cho ba chị rồi. Ba chị luôn rồi. Rồi ok, chia sẻ em tí nữa tặng tiếp mấy chị nha. Rồi bây giờ em lên đặt cho chị dựa nha. Đằng đó bây giờ hiện tại mẹ mới coi còn cái đằng sau đây nữa không thấy hả con đi. Lên đằng sau lên đi. Cho xem chất quả gì em. 55 kg cái đằng nó mặc vừa luôn nha mấy chị ơi. 55 kg mặc vừa luôn mẹ, cho con dài cái đằng đầm hai lớp coi cách này coi. Rồi ok nè. Mẹ ngại lắm
Cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi, đầm này là đầm cao cấp giùm em, hai lớp giùm em luôn mấy chị.
thì chị bóp em giùm em được không? Bữa hôm có chị kia 50kg, 55kg vẫn lấy bình thường, lấy thì về bóp vô đó. Còn chị nào thích bóp cái tay thì mấy chị bóp vô tay, tại vì phần này là phần dây kéo nên mấy chị bóp vừa phơm với chị luôn thì mặt cũng bình thường ha, mặc cái áo dài còn đẹp hơn nữa đó. Rồi 190 ghi em mã 190, chịu bóp không? Chịu bóp không chị? Chị Nguyễn Lan ơi, chịu bóp thì em chốt với chị, chịu bóp thì em chốt với chị nha. Đó, rồi chị nào lấy thì chốt cho em, ghi giùm em mã đó 190. Mấy chị cứ bút lên làm con hai lớp, mấy chị báo nghe bộ đỏ này đúng không? Bộ đỏ đó là chị đó bao nhiêu ký mà hai, mấy chị không lên số ký là em không có lên được cho mấy chị đâu. Chị Trần Thành à, Trần Thành, chị Trần Thành lên số ký giùm em đi, em mới lên được cái chị nha. Tại vì em xem coi cái size của chị có màu đỏ hay là màu gì thì em mới thông báo lên cho chị lựa được, chứ mấy chị không cho số ký chiều cao em đâu quyết được nên em lên cái size cái giống như là em lên màu đỏ đi. Nhưng mà tí nữa chị lên chị đưa cái số ký chiều cao của chị hết màu đỏ rồi chị chốt màu đỏ là sao? Bởi vậy á, cho em chính xác số ký và chiều cao đi, còn muốn hỏi gì là em trả lời liền với mấy chị luôn nha. Đó, đủ màu cho mấy chị lựa chọn. Và ghi em là đầm 190, màu vàng, màu tím, màu cam sữa. Muốn em mặc cho mấy chị xem màu gì mấy chị cứ báo nha. Màu da, màu xanh rêu với lại màu đỏ, rồi chị nào lấy còn làm cho màu đỏ cho em đi. Rồi màu da 220 chị nào lấy không? Em còn một con đó chị nào lấy thì chốt. Đây em mặc màu xanh cho mấy chị lựa nè. Màu da đúng không chị Đặng Thị Hoa ơi? Màu chị... da, chữ da chứ không phải chữ nha. Chờ. Đúng là màu da không chị? Màu da đúng không? Giờ ai da đúng không chị ơi? Chị nói màu mà nha là sao? Mà là màu da đúng không? Khi chính xác em đi rồi em chốt với chị nè. Phải màu da không vậy? Màu da. Màu da chứ phải là màu nha. Sao bao nhiêu? Đồ ổ phía sau á là ổ cổ sơ mi á, đồ bông là 130 chị ơi, đồ màu thì 150. Đồ màu 150. Đó. Đồ bông là chất khung tơ hoa, đồ màu là khung so len nha chị. Rồi đây. Này 200 sao? Sắc đen. Màu da, màu cho cô này nhớ nghe máy giùm con nha cô Đặng Thị Hoa ơi. Kìa, trong của tôi mấy cái tường đá ở hộp đẹp lắm luôn chị ơi. Đẹp lắm đó chị ơi. Cái nào nãy hả? Cái con da nè, cực kỳ luôn á. Đẹp lắm luôn, nãy giờ con lên con đưa 3-4 lần rồi đó. Ok, chốt cô màu da nè. Rồi đây màu xanh nêu để em kéo mấy chị xem. Rồi đây xanh rêu, chị nào ôm xanh cho xanh rêu, chốt xanh rêu em. Ôm xanh chốt xanh 200. Đây. Ôm xanh chốt xanh 200 cho mấy chị nha. Chị nào ôm thì nhanh tay chốt cho em đi mấy chị. Đó. Mặc bộ đen. Ôm xanh luôn. Rồi xanh rêu 200 cho em mấy chị nha. Mặc bộ đen. À, chị Hanh Nguyễn bao nhiêu ký? Lên số ký đi, tại vì mẫu đó em còn có con số 2 55kg không về. Lên số ký cho em đi chị. Chị nào không có số ký em không lên được đâu. Tại vì bên em nó là hàng thiết kế lẻ size, mỗi size là có màu chứ lượng qua gian khác nhau. Mà chị phải lên chính xác số ký với chị thì em lên cho mấy chị mới dễ. Chứ không em lên xong rồi tí nữa mấy chị chốt rồi là rồi cái đó không phải là size của mấy chị rồi sao mấy chị chốt đúng không? Cho nó nhanh mấy chị ơi, chia sẻ lên giùm em rồi cho số ký chiều cao trước đi. Ủa đen màu nào nhỉ? Ủa đen không vàng á. 55kg. 56. Ôi, tao vừa luôn. Tao vừa luôn. Con này vừa luôn nè. Đây, em đưa cho chị xem nè. Còn cái con này thì 55kg mà không vừa. Nha, em tới 68kg lận. Đó, phơm mới đẹp luôn. Vậy cho con xin một con xây lớn thôi mà. Cho con xin một con xây lớn thôi. Xây lớn thì nó qua một con khác. Thì con khác nó miễn sao thấy nó phơm được rồi. Rồi đi, em là gỗ sơ mi 130 thôi. Em có chiếc bên đầy đủ quý vị nha. Chích hai bên trước và hai bên sau. Chị kéo một con xay lớn với lại cái xay 55kg thôi mà. Để đây, để đây. Rồi đây, thị theo mẫu ha. Dây kéo hoặc là nút đó mấy chị nha. Con này em đang mặc cái phơm này thì em có size từ 70kg đổ về. Em có size từ 70kg đổ về. Chị nào muốn lên size 70kg đổ về thì chốt giùm em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok chị nào. Sơ mi 130 chị Hanh Nguyễn, ok chị lấy con này luôn đúng không? Ok chị, để em cho chị thêm vài mẫu nữa, chị ưng mẫu nào?
phi xếp cái gì chứ lộn, phi xếp ha. Rồi ok nè, chị nào ưng thì nhắn tay chốt đi giùm em. Mẫu em đang mặc là 70kg đổ về nè mấy chị ơi. Chị nào ưng thì chốt đi giùm em, mẫu em đang mặc là 70kg đổ về. Xuất sắc. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Sơ mi nha. Quá đẹp luôn. Sơ mi bộ. Dạ 55kg bộ trên đó là mặc vừa luôn. Cái bộ em mới vừa chốt của chị đó là mặc vừa luôn nha chị nha. Còn bộ này thì size lớn. Bộ này size lớn thì em mở đi chứ size lớn sao chị chốt được. 70kg đổ về nha mấy chị nha. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt giùm em nè. Đi giùm em con này mã số 1 lại đi. Đó, cổ sơ mi ha. 55kg đổ về mã số 1 giùm em. Mã số 1 con này, mã số 1. Bây giờ em sẽ mặc cho mấy chị áo mặc vừa, quần mặc không vừa ha. Quần là em mặc không vừa, có cái áo là em nông cho mấy chị xem. Đó, cho mấy chị xem, mấy chị thấy được cái form dáng của nó ha mấy chị nha. Cái này là hàng dây kéo nè, mã 1 là dây kéo giùm em. Mã 1, chị nhận được đầm rồi mặc vừa. Ngoan lắm em, dạ cảm ơn chị Lê Diệp Thảo nha. Em hỏi bộ đó, bộ đỏ phía sau, à bộ đỏ phía sau 55kg không, để em kiểm tra coi size 55kg của chị là mặc size 3 đi. Mẹ ơi, 55kg mặc size 3 đúng không ạ? Size 3 ha, size 3 là em còn 3 màu. Size 3 của chị là em còn 3 màu. Màu đỏ mặc dừa, đỏ mặc dừa, màu hồng sen với lại màu hồng ruốc ha chị nha. Lấy màu nào chốt màu đỏ thì em đi. Màu 3, còn 3 màu. Màu đỏ, màu hồng sen với màu hồng ruốc. Chị nào lấy màu nào chốt đó giùm em. Còn con này mã số 1. Ai ơi, mã số 1, chốt mã số 1 giùm em. Đó, một cái form đồ... sơ mi, cổ sơ mi sắp mắt này thì là em có size từ 70kg độ về, chị nào cao 72kg độ về mặc vừa luôn ha. Rồi đây, mã này là mã số 2. Mã số 2. Rồi con này mã số 1 nha. Rồi con này mã số 2. Rất là đẹp luôn, sang cực kỳ sang luôn, dây kéo luôn. Mã số 2. Ai ơi mã số 2, chúc mã số 2 giùm em. Mã số 2, sang lắm 130.000. Mã số 2. Đó, ưng mã nào cứ chốt mã đó. Rồi con này mã 1, số 3. Con này là mã số 3 kia với chị nha, 130 một bộ thôi. Quần dài luôn ha, mã số 3. Và con này mã số 4. Đó, số 4 là nút nha. Số 4 là nút giùm em. Quá xuất sắc luôn. Số nút. Mã nút nè. Rồi con này mã số. Số 5 nút luôn. Mã số 5 là nút luôn giùm em mấy chị nha. Mặc lên dáng rất là đẹp luôn. Ơn mã nào chốt mã đó giùm em mấy chị nha. Rồi con này mã số 6. Mã số 6 đi kéo luôn. Mã số 6 quần dài hết nha em nha. Mã số 6. Rồi con này mã số 7. Mã số 7 nha. Bao nhiêu tiền áo vậy? Áo dài bao nhiêu? À, chị Nguyễn Trâm lo có dài bị ổng comment nè. Tầm dài màu vàng với lại là màu xanh để mới vừa mặc lên á là 200 nha, 200.000 nha chị ơi, 200.000 nha. Đẹp quá hà, đẹp quá hà. Dạ cảm ơn chị Huyền Trân nè, dạ cảm ơn chị luôn nè. Rồi đây là chị đã ưng, mấy chị nhớ chấm chấm lên giùm em nhiều đi, nó bị ổng comment đó mấy chị. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt giùm em con này mã mã số 8 giùm em. Rồi con cuối cùng cũng sang 55kg độ về là mã số 9 giùm em, cực kỳ sang luôn nha. 55kg về em còn, em có 9 con á, chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Mã 1.B màu đen size 5. Mã 1 đâu? À cái 1 này không có chấm bi nha. Cái này là không có chấm bi. Sọc vàng nha. Mẹ ơi cái con này là mình có số 5 không? Ờ đúng rồi. 70kg á, còn 70kg á. Rồi ok. Cho chị xem bộ chấm bi ở dưới. À bộ chấm bi dưới đúng không? Rồi
130 thôi. Được trẻ sơn hoa bao đẹp luôn. Chị không biết như gì mà sát đeo em không biết luôn á. Em mới giao. Em mới giao áo đầm đen 160. Áo đầm đen 160 họ là áo đầm nào ta? À, không vừa. Chị Hồng Quý ơi, chị ghi, chị cắt khoảng, cắt cái chữ ra giùm em đi. Chị ghi sát chị, em không thể nào đọc được luôn á chị Quý ơi. Ghi tắt mà cũng không có dấu nữa là em không đọc được luôn á. Chị Hồng Quý ghi khoảng cách, bắn cái khoảng cách ra giùm em đi chị. Chứ chị ghi dính lại gì là em không đọc được nha. Hoặc là chị cứ nhắn tin lên Zalo giùm em đi. Có gì mẹ điện thoại lên Zalo cũng được. Mã số 350 không em. Ủa vừa không? Tại vì chị họ, chị họ đô ơi. Ở đổ nè. Chị nói gì em không hiểu luôn á. Gọi lên xe 5 đi. Ủa xe 4 đi, 70kg này. Đây nè, có nè. Rồi ok, chốt cho chị nè. Rồi ok, em chốt cho chị. Cho chị Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa con mã số 1. Nguyễn Hoa con mã số 1 nè. Ok chị yêu nè. Nguyễn Hoa mã số 1. Ủa, phải không? Đâu phải mã số 1 đâu, tào lao quá. Chấm bi như mọi ơi. Mua một bộ chấm bi đen xây 5. Rồi, ok. Chấm bi là chấm bi phía sau nè, đúng không? Để đặt cái 1kg hả? Bộ này 1kg. Để đặt đi. À, chị nào đây? Chị Thanh Nguyễn thôi, chị lấy con này không, em sale cho. Còn dưới một con xây của chị 55kg nè. Lấy thì em cho em sale chị 150 luôn đi. 150 rất là đẹp luôn. Còn chị dứt một con, chị dứt một con mẫu này ha. Chị dứt một con mẫu bi này, bi đen. Chị dứt một con mã này là mã bi đen, cực kỳ đẹp luôn nha. Hai túi luôn, 55kg về. Còn đúng chị dứt một con này sale 150. 150 thì em mã 150 đi. Đẹp lắm chị. Chất giải so len cao cấp hàng loại 1 nha. Mã 1 có 59 không? Mã 1 có 59 không? Mã 1 là cái mã này nè. Con 59 mà mặt xe thái cho coi lên. Chị bà, hãy coi có màu. Đâu có 1 là con nào? Đầu tiên cho nó đó. Xanh trắng. Rồi đợi em cái. Rồi ok nè, chị hỏi đổ có cọc càng giùm em được không? Cọc 100 giùm em được.
nha con chưa? Dạ chị. Bi tím than, bi xanh lá, bi vàng giống như đang mặc luôn, và bi đen. Đó, chị Nguyễn Hoa, số của chị màu đen là bi đen cho chị Nguyễn Hoa nè. Ok chị nè. Rồi đây, chị là ưng bi kèm màu giùm em nha. Ghi em bi kèm màu kèm số kiếp là chiều cao, số điện thoại giùm em là có đơn với chị nha. Rồi đây là chị Huyền Trân ơi. Đây này nè. Và đây là chị Huyền Trân. Em có size nè. Cái này là em có size 59kg của chị. Chị ưng thì chốt giùm em đi. Em có size 59kg của chị nha. Ba hồi rồi mà thì sáng chắc thả ra mà. Sáng thả. Rồi, bi nhiêu bộ? Dạ 160 nha. Mẫu em đang mặc là giá 160. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em. Em còn được một bộ bi này nè. Một bộ bi này 150, nhưng mà size này là size nhỏ, tầm 45-55kg ha. Rồi ok, chị Huyền Trân mã số 1 nè. Mã số 1 size 59kg nè. Size 60kg đổ về. Ok chị Huyền Trân. Ok với chị Huyền Trân nè. Máy trên. Rồi ok chị Huyền Trân. Có nằm body dạ hội. Body dạ hội không chị? Chị Ngọc Lan Phan nè, lần trước điện thoại mà chị cho nên không chưa. Hoa màu đen là gì vậy? Hoa rồi nè. Có chị này khi nào là mình đi mẹ đi mình đồng ngóc chứ bắn ra được mình biết. Rồi con Ngọc, Ngọc Lan Phan ơi, không chưa mà rồi màu xanh dương nữa nha. Rồi ok cô Nguyễn Hoa nè. Rồi con Ngọc Lan Phan ơi, bữa hổm con chốt đơn bên con mà cô đâu có nghe máy đâu, cô đâu có nghe máy đâu nên giờ con không chốt cô. Nếu mà cô chốt, con chốt không cô vô trong Zalo, mày cài Zalo con mà vô Zalo mấy cô cọc càng giùm con 100k đi luôn, vô like chốt đơn rồi nha cô ơi, chứ con không chốt trước trên like đâu. Cô nào muốn có thiện ý muốn mua hàng bên con á thì á mấy cô phải cọc càng giùm con 100k đi nha. Dạ bên con đã có luôn nè cô. Bên con không có địa chỉ cô nè. Có số điện thoại của cô đặt cọc của bên con thôi. Đây lên đỏ luôn nè. Lên đỏ luôn. Chị hỏi chút đơn không nghe máy nè mấy chị ơi. Dạ bên con không thấy nha. Cô nhầm shop rồi đó cô ơi. Rồi đây coi chị đâu ưng thì chốt rồi giùm em ha. Rồi xanh dương dưới đây cho cô nè. Ok cô. Rồi đây cô nào hỏi nè. Tại sao bên đây cái màn hình có hù nữa ta. Rồi. À cô Nguyễn Hoa ơi, con đâu có nói cô đâu. Cô Nguyễn Hoa là khách quen bên con, đã mua hàng và nhận hàng bên con rồi nên cô không có còn cọc. Còn cô nào mà không nghe máy hoặc là bơm hàng bên con một lần rồi mấy con mới kêu cọc với cô Nguyễn Hoa ơi. Cô là khách quen bên con rồi, cô cứ yên tâm, con không có kêu cô cọc đâu. Chào cô Mỹ Nương nè. Nha cô Nguyễn Hoa, không có kêu cô cọc đâu. Tại vì cô đã mua hàng bên con và nhận hàng đó, uy tín bên con nên con không có thể nào mà con kêu cô cọc đâu cô ơi. Con chỉ kêu mấy chị nào mà không nghe máy hoặc là không có nhận hàng á mới kêu cọc trước đó. Chốt được một hai bộ đồ từ tính gì đây rồi đi hoài luôn, mấy chị không nghe máy em mất thời gian dữ lắm luôn. Đâu hồi nãy chị nào kêu lên gì tâm đầm dạ hội màu đỏ đô, đầm dạ hội màu đỏ đô. Khác đi. Rồi ok. Ủa 59kg số 3. Chị thích cô treo hả chị? Thích cô treo không? Lên cô treo cho chị xem. Bi là 160 chị Huỳnh Hồng ơi. Chị Huỳnh Hồng lấy mã nào chút ở đó nha. Đầm dạ hội mà đầu đỏ đô hả? Dạ hội đỏ đô đây nó có nha. Đỏ đô thì em hết rồi. Em còn đầm ngắn nè. Em chỉ còn đầm ngắn thôi. Chị Thảo Ngọc ơi, bi em có 75kg đó, ghi giùm em là bi 160. Kèm giùm em cái nào hả chị ơi? Rồi ok chị nè. Lên màu khác chị là 50 mấy chị đúng không? Rồi ok chị. Này lên số 3 nha chị nè. Chị nào mà mua hàng bên em mà không có nghe máy, không nghe máy thì em sẽ không có chốt ở đâu. Chị nào muốn chốt thì phải cọc cạc giùm em trước. Không cọc cạc cái mấy tí nữa mấy chị chốt xong mới xuống like, cái mấy chị không có nghe máy nữa mới không em xả ra lắm mấy chị.
còn chị nào mà bơm hàng em rồi thì thanh toán giùm em 60-70 ngàn tiền ship thôi, hoặc thôi 50 ngàn thôi, 50 ngàn tiền ship em phụ cho mấy chị, là em phụ cho mấy chị 20 ngàn luôn đó. Chị nào mà bơm hàng em rồi mà chờ bơm hàng mà không trả 30 cái ship giùm em quay về á, thì mấy chị á phải muốn mua hàng em nữa thì cọc giùm em, trả cho em chứ không là cọc giùm em, trả cho em 50 ngàn tiền phí ship, cái phí ship về giùm em đi làm chốt đơn mấy chị tiếp tục, còn không thì mấy chị chọn chỗ khác ha. Rồi ok chị Ngọc mẹ thấy Zalo mà thấy Zalo rồi ok nè chị Ngọc Lan ơi, chị Ngọc Lan khoan ơi, em gửi cho chị cái Zalo chị luôn, chị cọc cạc giùm em đi, qua bản em đưa cái số tài khoản của chị cọc cạc đem đi rồi em chốt với chị. Rồi đây nè, size này là size 59 nè, em mặc thôi, mặc cái áo thôi mấy chị nha, cho nó nhanh, mày gửi là gửi vô cho nó nhanh. Rồi đây là chị Lâu thì chốt em cổ treo, cổ treo ghi giùm em cổ treo mã, mã số 10 đó, 60 kg về nè chị Huyền Trân ơi, 60 kg về ghi giùm em mã số 10, mã số 10 nha. Mình muốn mua chứ không phải đặt xong rồi hủy. Dạ em biết là em không biết là muốn mua hay không, nhưng mà em điện thoại mà không có nghe máy, với lại là em điện thoại là không khi nào mà gọi một lần hết, em gọi là hai ba lần nhưng mà không nghe máy, em mới luôn vô chung vậy mấy chị nha. Chị nào muốn mua hàng của em thì cọc giùm em đi, chứ như vậy rồi lỡ điện thoại mấy chị hư, có gì đấy là điện thoại mấy chị hư hay là như thế nào rồi mấy chị. Màu cam sao đi, ở sao là màu đỏ cam mấy chị vừa luôn á, đẹp lắm, giá 150 chị Huyền Trân ơi. Đó chị Huyền Trân đây, bộ này nè đó, chị nào mà không nghe máy hoặc là sao thì mấy chị phải cọc cạc giùm em, chuyển khoản giùm em thì đi đơn. Chứ nếu mà bữa hổm á là em chốt đơn chị mà chị không nghe máy mà không thấy ai điện thì chị cũng phải vô trong shop em hỏi, mà đằng này em đâu có thấy chị hỏi đâu ta, em không thấy chị hỏi nên em phải không. Em có lên kia cái Zalo đó chị, các bạn Zalo mẹ đi. Mày kiếm đâu? Mày kiếm ở đâu? Mày kiếm cái máy trên sao kiếm nó chạy hoài không ăn tên. Rồi đây rồi chị Lão Ước chốt liền em, có này mã số 11, mã số 11 nha, mã 11, ai ơi 11, chốt 11 giùm em mấy chị ơi. Bên em mà điện thoại như thế nào là bên em đã có ghi cho em, điện thoại chốt đơn không nghe máy đây mà mấy chị, đó nè trong máy nó ghi nè, điện thoại chốt đơn không nghe máy nè, đó bên em là có ghi lý do đó chị ơi, chị nhiều khi chị quên đó chị ơi. Rồi ghi em mã này là mã 11 giùm em, 60kg độ về mã 11, bộ cam mã 11 của chị Huyền Trân, cho chị Huyền Trân. Rồi có này mã 12 nè, phơm đẹp lắm, hàng này hàng may nhà hết toàn bộ giùm em nha. Cũng phải ghim bài của chị Lan vô kia vậy. Đó em có ghim bài đó chị giờ. Chị Lan Ngọc Lan Phan ơi, chị vô kết bạn Zalo giùm em đi rồi mẹ em gửi cái số tài khoản cho chị vô rồi chị chuyển khoản giùm em. Chị chuyển giùm em 100 ngàn. Áo mặc giá sao bao nhiêu? Rồi ok đợi em xíu, rồi đây coi chị đâu thì chốt em 60kg độ về ghi em mã 12. 60kg độ về ghi em mã 12. Mã 12 em lên nhanh luôn ha mấy chị nha. Mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký thì chị đợi em xíu, em mặc xong hết cái này rồi em lên một cái gì luôn nha. Rồi mã 12 rồi, con này là mã 13 nè. Đó mã 13 giùm em. Áo dây bản rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Áo đang mặc à, áo đang mặc là giá 130, để em lên cái hoa văn, em có 5 cái hoa văn cho mấy chị ha. Lên áo dây đi mà. Rồi con này là mã 13. Quá xuất sắc luôn. Mã 13. Rất là đẹp luôn. 13, 60 kg độ về mã 13. Sang quá mấy chị ơi, mã 13 giùm em nha. Mã 13. 60 62 kg độ về mã 13. Đây nè, áo dây đen nè. Áo dây qua văn này là qua văn mã số 1 giùm em. Đó, chọn qua văn giùm em đi, qua văn mã số 1 nè, áo dây 1 nè. Đó 130 một áo thôi. 130 một áo thôi. Rồi áo dây 2. Áo dây 2. Rồi chị nào ưng áo dây 2 chốt áo dây 2 giùm em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn, 130 một áo thôi. Rồi áo dây này, áo dây số 3. Áo dây 3. Áo dây 4. Đó 130 một áo mấy chị nha. Áo dây 4. Và con cuối cùng là áo dây số 5. Rồi chị nào ưng áo dây thì chốt áo dây giùm em, áo dây mã nào thì chốt áo dây mã đó giùm em nha. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Chị Huệ nè, chốt áo dây mã
15. Mã 15. Rồi con này mã 16. Con này là mã 16 cho em mấy chị nha. Mã 16. Rồi con này mã 17. 17 là chay đẹp mấy chị nha. Mã 17 giùm em. Má trên con vẫn comment em nha mẹ. Mã 17, cái này là hàng đóng bằng sắt giùm em luôn mấy chị thấy không? Mã 17. Mã số 2 đẹp lắm mấy chị ơi, mã số
dân thôi. Mã số 3. Ai ơi, mã số 3, chú mã số 3 giùm em. Mã 3. Ngủ quá chị nha. Sang lắm. Mã số 3. Mã số 3. Đẹp dễ thương quá. Sao mất cái chữ vậy? Dân. Mất cái chữ đâu rồi? Phân dễ thương quá. Rồi ra rồi câu này mà. Mã số 4 hả? Đẹp lắm không? Mã số 4. Rồi câu này mã số 4 của em nha. Mã số 4 nha. Rồi câu này mã số 5. Mã số 5. Mã số 5. Mã số 6. Rồi câu này mã số 7. Mã số 8. Mã số 8 thì bên con hồng này. Mã số 8. Rồi mã số 9 body 160, mã số 9. Mã số 9 nha, muốn em mặc cho mấy chị xem mã nào mấy chị cứ báo giùm em. Rồi con này mã số 10. Mã số 10 giùm em mấy chị nha, mã số 10. Còn 3 cái. Rồi con này mã số 11. Mã số 11. Mã số 12. Chiếc lá rất đẹp luôn. Rồi mã 13. Rồi chị nào muốn em mặc cho mấy chị xem mã nào mấy chị cứ báo giùm em đi cho nó nhanh nha. Rồi 13. Bởi giá cao quá ha, mặc vừa. 68 kg. À cái mẫu này 68 kg là cô Nguyễn Giám á, là mặc vừa luôn á. Cái này là tầm này là dài qua đầu gối luôn. Cô Nguyễn Giám mặc là ok. Cô Nguyễn Giám ơi, lấy thử một con mặc đi cô. Con này mặc rất là đẹp luôn nha. Mẫu này thiệt, thật sự là mặc rất là đẹp luôn. Chất giải bao đẹp luôn. 160 lắm á cô nha. Cho con cho mã 10, size mã 10. Cho chị xem mấy lòng dài, chị canh cam bao lên xuống ký giùm cao giùm em đi. Đồ bộ bao nhiêu tiền một bộ? Bộ nào chị ơi? Bộ này nè, bộ này là 150. Có size từ 68, 67 đổ về. Còn bộ này em có size 70 đổ về, 130. Tầm 150. Đây, cổ treo 130. Cổ treo em còn qua ra nhiều lắm. Em cứ lên đây vài mẫu thôi. Cổ treo 130. Đó, tầm, tầm 160, 190, 150. Đó, chị hỏi mẫu nào? Chị hỏi mẫu nào chị Cúc Nguyễn ơi? Mẫu mẫu nào chị yêu ơi? Không có 10 đâu. Và đây mã 10 đây cô ơi. Đó, mấy chị muốn xem cái gì mấy chị cứ cho số ký và chiều cao trước đi. Rồi em sẽ biết cái số ký chiều cao của mấy chị. Rồi mấy chị hỏi đi rồi em sẽ lên cho mấy chị nha. Rồi body 70 ký, có muốn lên body suông không mấy chị? Em có body suông không mấy chị ơi? Tầm suông rất là đẹp luôn. Mình hình như là còn hai màu à. Đâu lấy luôn rồi. Tầm suông mình sale lắm. Còn đây là chị đấu người chốt giùm em liền. Con này mã số 10. Mã số 10 giùm em với chị nha. Ai ơi mã 10, chú mã 10 giùm em. Sang chẳng cực kỳ luôn mấy chị ơi. Mã 10 mặc bao sang luôn mấy chị nha. Ai ơi mã 10, chú mã 10 giùm em đi. Đó, chất nhũ mấy chị nha. 160. Mã số 10. Đó, mã số 10 nha. Ai ơi mã 10, chú mã 10 giùm em. Còn cái này là em đang 170, em sale 130 nè. Rồi mã 10 ok chị Ngọc Lan nè. Áo khoác lưỡng 60 kg đi em, còn ok chị Nana nè. Lên áo áo khoác 60 kg rồi. Ok cô Nana nè, cô Nana mua phẩm gà mua nhiều rồi, áo khoác lắm luôn nè. Bây giờ dạ hội mà, dạ hội 70 kg hả? Cao cắt vừa. Bây giờ nếu mà cô hít bo dạ hội á, dạ hội thì bây giờ cô hít hàng cao cấp không? Cô lên hàng cao cấp cho cô. Đây mẫu này ở trên mà, ở trên nó cái này là chất bao đẹp nha. Hàng này người ta bán tới 199 ngàn, còn bên em bán 170. Và hiện tại là bây giờ còn hai con, em xem 130, em xem 130 luôn. Và giờ ưng thì chốt em đầm đỏ 130, đầm đỏ 70 kg đổ về 130. Rồi đầm hồng 130 luôn. Rồi chị đầu lấy đầm nào chốt đầm đỏ ha. Đầm đỏ nè.
da với chị Nha cứ mà đẹp luôn. Đồ bộ màu. Còn màu nào nữa? Dạ còn nha. Bộ màu là cái bộ của đó đúng không? Bộ đó nhưng mà chị bao nhiêu ký giờ chị Cúc Nguyễn ơi, lên xuống ký giùm ca giùm em đi chị. Có chị hỏi với chị lên xuống ký giùm ca giùm em là em mới lên được. Rồi ok nè. Lên dạ hội rồi ok em dạ hội. Đây nè, nếu 70 kg thì con còn được một con dạ hội này, dạ hội so lem. Bây giờ đó, từ đây đến tối nó nằm về nhiều lắm mấy con, nhưng mà bây giờ chưa biết khi nào về thôi. Bộ nãy cô nói em 90 là cái con sang dừa luôn mọi người. Em đây. Rồi đây rồi chị Đào Ưng thì chốt giùm em nha. Chị Đào Ưng thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị kéo lên giùm em nha. Phơm này á là ôm dừa phơm nên mấy chị phải kéo lên nha, kéo cái phần mắt lên tại vì nó may là dừa phơm với chị luôn á. Rồi đây dạ lên dạ hội 65 kg đây chị ơi, cao cấp mà mẫu cao cấp phơm đây, mẫu này 200 chị Đào Ưng thì chốt em dạ hội 200 cực kỳ đẹp luôn đó, dạ hội 200. Bây giờ cái mẫu so len này chất giả so len là mặc hoài không bị hư luôn á mấy chị nha. Dạ hội sao so lên thì hiện tại em còn được hai màu, màu xanh riêu với lại là màu màu vàng. Em 90 đổ về, em 90 quay đầu cực kỳ đẹp luôn. Em 90 quay đầu màu xanh riêu với lại là màu vàng, hàng này là hàng đứng cướp bằng tay luôn đó chị nha. Coi chị đâu ưng màu nào chốt màu đó, em màu vàng với màu xanh riêu 200 em đi xem giá 200 có gì nha. 17 kg cao mét 7 là vừa nghe chị ơi đó, cực kỳ đẹp luôn. Ai ơi thời gian tay chốt thì em này 1m6 nè, 1m6 là mặt vừa dặn luôn á, đồ màu như quỳnh sĩ ơi đẹp lắm chị ơi. Rồi chị nào đấy thì có giùm em dạ hội ba ký hơn vừa, dạ hội 3 kg hơn vừa rồi. À, đồ bộ chị 1m7 67 kg mặc vừa không? 1m7 thì cái quần nó hơi không, cái nếu mà cái con ấy là vừa hay hư có nè, con màu đỏ nó là vừa à, nếu mà con này là cái quần là mặc ok, tại quần này là quần thiết kế mai dài cái đó thì vừa thôi. À cái này 60 kg đúng rồi. Đúng rồi 67 kg đúng rồi cô. Nè con này nè 150 67 kg mặc bao đẹp luôn nè chị ơi. Chị Huỳnh Sĩ ơi, quần này 1m67 là mặc cái quần ok luôn á, mặc cái quần vừa dặn luôn á đó. Đó mẫu đó mà size của chị hiện tại là em còn được có mấy màu à, để lên màu cho. Rồi em còn được có nhiêu đây thôi. Chị Cúc Nguyễn là 62 kg cao mét 6 ơi. Chị Huỳnh Sĩ ơi, thay cái bộ màu đỏ phía trên đó nha. Là em còn màu màu này, màu hồng. Hình như màu đỏ phía trên là thay mấy hả? Màu đỏ phía trên là chị 2. Vậy hả? Vậy là màu đỏ phía trên là em hết thay của chị rồi. Em chỉ còn màu hồng nè, màu tím cà nè, màu hồng sen nè, màu vàng nè, màu hồng ruốc nè. Đó, rồi chị Huỳnh Sĩ ơi, chốt màu nha mấy chị. Em chỉ còn được có 4-5 màu này thôi. Em chỉ còn được 5 màu thôi, tím cao, hồng ruốc, màu vàng, hồng sen với lại màu hồng đó. Ưng màu nào chốt một kia màu đỏ nha. Ý con này thành con hả? Đợi em xíu mấy chị nha. Rồi ok nè, à, có mẫu body hả? Tầm ngắn em bóc size 73 kg đây, 73 kg là em có cái mẫu này nè, 190 nè, hàng cao cấp 190 này chị có chịu không? Nếu 73 kg chị dòng em bao nhiêu? Lên dòng em đi, dòng em này em chốt cho chị nào mà đồng ý với em là dòng em 95-97 đổ về, quay đầu nha. 190 hàng này là hàng cao cấp giùm em, 190 em đang sale nha mấy chị đi ra
Đây này chị Thảo, Như Thảo ơi, đây là nếu mà cao cấp thì mấy chị số thì mấy con này có độ co giãn mạnh. Ủa mẹ ơi, con này con không nhớ là còn nhiều đúng không ạ? Đây cái này màu cam đồng cực kỳ đẹp luôn, 450. Em xem với chị 340 thôi nha. Hôm nay em xem với chị 340 thôi, chị nào lấy thì chốt giùm em. 450 á, ở ngoài shop người ta bán 500 mấy thôi mấy chị. Không tin chị nào mà có mà đi chợ, đi shop xem gọi người làm mấy chị biết. Vô những cái shop mà toàn 400 mấy, 500 mấy không à. Nhưng bên em bây giờ xem với chị 320 thôi, chị nào lấy thì chốt. Ủa 340. 340 ha, hàng này là hàng cao cấp dày dặn rất là nặng tay luôn á chị coi nè. Cái bộ đồ nó mà nó dày thì là mấy chị thấy không? Bự lắm mấy chị ơi. Bự lắm luôn á mấy chị. Hàng cao cấp giùm em. Hai lớp đàng hoàng mấy chị nha. Chất giải co diện thoải mái mấy chị thấy rõ không? Đó, kéo cỡ nào cũng ra hết trơn á. Hàng cao cấp là phải như vậy nha. Rồi đây là chị đã ưng chốt em, phong này 70kg độ về mặt ok nè. 70kg có độ co giãn ra nha. Đó, chị nào cao mặt bao đẹp luôn. Rồi ghi giùm em mã. Mã cao cấp 1 đi. Cao cấp 1, cái này là màu cam đồng. Màu cam đồng cực kỳ sang luôn. Đây là cô Lan. Cái này không phải body nhưng mà cái này là làm sung. Cái này không phải làm sung mà cái này nó ngủ xuống dạ hội á cô. Đó, cô thì cô chốt con 340. Xe 340 luôn. Coi chị nào lấy thì chốt em nha. Em còn đúng hai con thôi, cái này là hàng gì. À, đây nè, cái này được không chị Như Thảo ơi. Cái này em thấy cũng đẹp nè. Đẹp lắm chị ơi. Đó, người ta mặc nè 340 nha mấy chị nha. Hàng 450 luôn á. Rồi còn kia một con giúp nó là chị nào lấy thì chốt em ha. Chị nào xuống trước thì em để trước nha. Em chỉ còn được như đó thôi đó. Mẹ coi còn cho hỏi chị ta chị Thảo Như Thảo ơi, chị bao nhiêu ký chị Như Thảo ơi? Lên xuống ký dù cam em đi chị nào, cho xuống ký dù cam em luôn cho con luôn đi mà. Rồi đây, form này cực kỳ sang, cực kỳ đẹp nữa nè. Đó, ghi giùm em là cao cấp 2, nhũ cao cấp 2 cực kỳ sang luôn, hai lớp luôn đó chị nha. Coi diện thoải mái luôn, rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Cao cấp 2. Con cam đồng chốt rồi mà. Là sao? Con chưa gửi đơn nào cho cô đi mà cô Lan Phan ơi. Con chưa gửi đơn nào của cô đi mà hàng này là hàng mới về mà cô. Hàng này là hàng con mới vừa nhập về mà có mấy con nè. Dạ họ cao cấp 73kg một mét, L95. Vừa nha, L95 là mặt vừa cho con. L95 là mặt vừa nha cô ơi. Đó, này là có độ co giãn ra. Hàng này con mới về được một tụt con, giờ con bán được còn được có hai con đó cô. Đó. Rồi đây rồi chị đậu thì chốt đi giùm em. Đấy, cái cao cấp 1, rồi ok cô. Cao cấp 1 cho cô Ngọc Lan Khoan nè. Tí nữa nhớ cọc giùm con 100.000 đi đơn nha cô nha. Rồi rồi chị đậu thì chốt em cao cấp 2, cực kỳ sang luôn. Đó, cao cấp 2, chị nào lấy thì chốt giùm em, cao cấp 2. Còn đúng một con luôn á, chị nào lấy thì chốt em. Đầm đỏ bao nhiêu? Dạ đầm đỏ này là 109 ha, hàng cao cấp giùm con. Hàng cao cấp mà đang xem 109 á. Cô Phạm Huệ bao nhiêu ký? Lên xuống ký giùm con đi cô. Lên xuống ký giùm con đi. Rồi đây là chị nào ưng thì chúng em cao cấp 2, còn đúng một con nhất thôi. Đây cái này hàng này là nó cũng trẻ trẻ nè. Chị nào hồi nãy trẻ trẻ thì lấy mẫu này đi. Mấy chị phải lên xuống ký giùm cao em mới tư vấn được cho mấy chị. Chứ bây giờ nhiều khi sợ mấy chị xuống ký cao rồi. Xuống ký to. Xuống ký to này em đâu có dám giới thiệu cho mấy chị mấy cái mà nhỏ đâu. Cao nó 62kg, cô Khúc Nguyễn nè. Đồ bộ màu 62kg là mặc xe 3 đúng không ạ? Đồ bộ màu trên tay màu đỏ đúng không? Size của cô bây giờ con còn nè. Cô Khúc ơi, cô Khúc còn xem không? Đây. Size của cô Khúc còn được có 3 màu thôi. Đây là 190.
thì sang cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây, 190 là con có màu đỏ nè. Đầm qua 2 kg đầu gối nhiều luôn á. Qua đầu gối như đây luôn á. Còn đây, đầm cao cấp nè. Về 190 là con có màu đỏ nè. Màu vàng, màu phím hang, màu cam. Màu da này mình cho lợi thế. Màu xanh rêu. Đó, chị nào lấy màu nào chú màu đỏ giùm em. Ưng màu nào chú màu đỏ giùm em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây, mẫu này là size 62kg là chị Cúc Nguyễn ơi. 62kg của chị em bây giờ còn được 3 con thôi, 250. Em còn nè, màu này là màu hồng sen. Màu hồng sen, màu hồng ruốt nè, màu hồng ruốt, hồng ruốt đẹp quá, hồng ruốt và màu đỏ, đó, ấy màu đỏ đúng rồi, có còn màu đỏ nữa, còn ba màu, đó, 62kg đó chị ơi, chị chốt cho em nha, 62kg còn ba màu, đỏ, hồng sen, hồng ruốt, ba màu, ai ơi màu nào cứ chốt màu đỏ giùm em, nha, chị Ngọc Lan Khoan cứ nhắn tin đi, bên em làm nhắn tin bên Zalo được nha chị Lan Khoan ơi. Rồi ok nè, giờ lên thêm đầm nào của anh. Đầm đỏ bông nhiêu tiền, 70kg vừa không? Dạ vừa nha chị Phượng Đồng ơi, dòng em của nó là 95 quay đầu, 95-97 quay đầu ha chị nha. Đó chị Phượng Đồng, ưng thì chốt liền giùm em 70kg cho xin chiều cao. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Sai lắm. Ly là còn chị Miêu Thảo ơi. Em sẽ mặc cho mấy chị xem màu gì, màu tím đi nha. Em sẽ mặc cho mấy chị xem màu Miêu Thảo rồi lên con tí chiều cao giùm em đi chị. Con này cho những chị nào mà size to nè, 70-73kg tùy theo dòng eo ha. Dòng eo tầm 97 độ về, 95-97 độ về là mặc ok giùm em nha. Rồi. Dạ còn nha chị Như Thảo ơi. Chị Như Thảo phải lên số ký chiều cao chị em mới lên cho chị xem được. Nãy giờ em xin chị mà chị không có cho số ký là chiều cao nè. Xin cho số ký chiều cao để em biết, để em lên cho mấy chị thôi. Mẹ nhớ luôn đi mà. Không khôn mất sao mày nổi chứ mất thời gian quá. Đầm 191m62 mặt ngắn lắm không? Dạ không nha chị ơi. Đây nè, coi em nè. Trời ơi, gió nó hỏi. Đây nè, mặt tới ngang tay luôn rồi mấy chị. Đó, tại gió nè. Thấy không, mặt qua đầu gối. Để em đo coi. Dài nó 100, em đo là 110. Đo 110 luôn á. Chiều dài á. Đó, rồi chị nào lấy thì chốt đi. Chị nào muốn ra muốn ngang thì chắc thoải mái luôn. Rồi, phím hang, quá xuất sắc luôn. Phím hang nha. 65kg, 66kg, 1m63. Chị Thảo Như, dập ly. Sao mấy sao bà? Là bọn xe đại 66kg. Ừ đúng rồi, xe đại. Xe đại rồi ok, để em lên cho. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt thì giùm em. Cực kỳ đẹp luôn, chất này là chất 2 lớp cho em mấy chị nha. Cô chất 2 lớp. Giờ mới thấy cá khoát cho cô nghe. Chất ngộn không? Cô Nana ơi. Trời ơi con quên. Cô Nana còn xem không? Cô trắng giùm con cái đi cô Nana. Chất ngộn quên mất tiêu. Nhiều quá cái quên. Rồi đây rồi chị nào lấy màu nào chú màu đó giùm em nha. Ghi giùm em màu cao cấp 190, ghi mã cao cấp 190, màu tím hang, màu cam sữa, màu da, màu xanh rêu, màu đỏ và màu vàng. Rồi chị nào lấy màu nào chốt màu đỏ giùm em. Ưng màu nào chốt màu đỏ giùm em mấy chị nha. Rồi để lên áo khoái cho cô Nana nè. Quên mất tiêu, nhớ nhiều khi con hay quên á, mấy con nhắc lại giùm con nha. Nhiều khi mặc hoài mà tới mặc luôn cái xong cái một tí nữa mặc cho chị này mặc cho chị kia xong cái tí nữa là quên. Cô Ngọc Lan Khoan trồng trăm ngàn rồi đó thưa ơi. Rồi ok cô Ngọc Lan Khoan nè. Đây nè cô ơi, cô Nana 60kg nè. Rồi
điện thoại Zalo. Dạ đây, chị Như Thảo ơi, chúc bạn Zalo với em nè. Đó, Lê Thấm 0774842263 số đi Zalo của mẹ em nha. Vô kết bạn giùm em đi, trong đó có đăng tất cả mặt hàng bên shop em luôn đó mấy chị nha. Rồi đây rồi chị Đậu thì chỗ em mã số 1 kèm số ký giùm em nha. Em có đề dập đi số 5 là chị vừa hết luôn á. Tại vì em ghi số thôi, trong vòng 65kg đến 70kg là vừa. Mấy chị muốn em, mấy chị muốn lên áo khoác sao bao nhiêu ký thì chị báo em. Bây giờ hiện tại em đang lên size 60kg cho cô Nana xem nè. Ghim em con này là mã số 1. Mã số 1 nè cô Nana ơi. Rồi con xanh này là mã số 2. Gì mà mã số 2 cũng vậy. Mã số 2 cho em, cực kỳ đẹp luôn, mã số 2. Đó cô Nana ưng mã nào chút qua đó thì con. Mã số 2. Rồi con này mã số 3. Cô chưa phiền lấy mã nào cô ơi. Kèm số ký giùm con luôn nha. Mã này là mã số số 3. Mã số 3. Rồi con này mã số 4 em còn ít thôi, chị nào lấy mã nào thì chúng qua đó nha. Mã số 3. Ủa số 4. Mã này mã số 4 giùm em nha, mã số 4. Để ghép vô kia luôn. Rồi con này mã số 5. Đó cô Nana ưng mã nào cứ chốt con mã đó ha. 60kg độ về. Em có đủ size 75kg độ về. Chị đồng muốn hơn sao bao nhiêu ký áo khoác mà chị có báo em nha. Rồi con này mã số. Mã số 5. Con này là mã số 5. Mã số 5. Rồi con này mã số 6, chị cứ lựa đi rồi em chốt cho mấy chị một lần luôn á chị nha. Mã số 6. Hai túi hai bên, 55.000 một áo thôi. Hàng này là hàng may nhà giùm em luôn nha. Rất là đẹp luôn quý chị ha. Rồi con này mã số số 7. Mã số 7 giùm em hay mã số 7, chốt mã số 7 giùm em mấy chị nha. Mã số 7. Không ai chơi nó đi vòng vòng không đi được. Rồi con này mã số 8. Mã số 8 giùm em, chờ mã số 8, chút mã số 8 cho em mấy chị nha. Mã số 8. Mã số 8. Rồi con này mã số 9, ưng mã nào cứ chút mã đó. Rồi mã số 9 giùm em. Mã số 9. Quá sang quá đẹp luôn. Mã số 9. Rồi con này mã số 10. Đẹp lắm, dây kéo đẹp lắm mấy chị nha. Dây kéo rất là đẹp luôn. Mã số 10. Nồi dây kéo không là 30-40 ngàn rồi. Mãi bán mấy chị có 55 ngàn thôi. Em chưa bán mấy chị luôn. Rồi con này mã số. Mấy mã 11 giùm em mấy chị nha. Mã 11 quá xuất sắc. Mã 11. Rồi con này mã 12. Con này là mã 12. Cái này càng mặc ôm càng đẹp mấy chị nha. Rồi con này mã 13. 13. Rồi con cuối cùng là mã 14 rồi. Chị nào lấy mã nào cứ chốt mà đó giùm em. Mã 14. Rồi ok. Rồi chị nào lấy mã nào chốt đó nha. Em thấy chị Quỳ Trang mã 1 với mã 10 nè. Rồi mã 1 đâu. Mã 1 ở đây mặt này với lại mã 10 đâu. Mã 10 nè. Rồi đưa mã 11 ra. Mã 1 đây, mã 1. Bà ngoại chị Tiên ơi, 54 ký thì em để em lên số 2 cho chị lựa nha. Cái mã số 3 chị Tiên không có trùng á, chị lựa chị nó không có sợ lắm. Để chị nào bao nhiêu ký thì em sẽ chốt có mấy nhiêu ký ha. Rồi mã 10. Nè, mã 1 nè. Rồi mã 1, mã 10 cho chị Huyền cho. Hai áo nè. Nè, mấy cơm. Hai áo nè. Rồi, cho chị mã 1, chị Chương Hiền 62kg nè. 62kg. Rồi 62kg ok. Chốt mã 1, mã 4, mã 5. Giống hồng thường đi nhưng mà ý mã 1 nè. Cương cho nghi vô mã 1, mã 4 không. Mã 5. Rồi ok. Mã 1 đang mặc mã 4, mã 5. Mã 4 với mã 5 cho chị Chương Hiền. Với mã 9 luôn anh. Rồi mã 9 luôn. Rồi tổng cộng 4 áo chị Chương Hiền. Ok cho chị Chương Hiền 4 áo nè. Ừ, cái đó luôn. Ok
giờ em còn được có còn một con xây 1 nữa nè. Và lại 1 cho cô Nana, mã số 3, mã số 6, mã số 8, mã số 11 rồi kiểm tra. Hãy đi gọi họ bắt sao. Họ ngồi đi bỏ tôi sao. Có hai cái đó là của 24 con đó. Rồi mã 1, mã 1 đây nè, mã 3. Mã 3. Đây đợi em xíu nha. Mã 3, mã 6, mã 8. Mã 6, mã 8. Mã 11. 11 hết rồi quá. Sao 11 hồi nãy con nào đi mình. Ai 11 con mà. Rồi 11. 11 với lại là rồi ok, 4 áo. 4 áo thôi cô. Ủa 5 áo. Rồi ok. Ok, 5 áo cho cô nè, thêm áo ở đây mặc nữa là hết. Hết mã 1 luôn. Ok nè. Rồi mã 11 đâu? Cái này là mặc xe máy mà. Xe 2 hả? Vậy là mã 11 em hết rồi nha chị Lan. Ủa chị Trương Hiền ơi, 11 em hết rồi. Rồi mã 12. Mã 12 chị Nguyễn Thị Lan ơi, chị cho em xin số ký chiều cao đi chị. À chị 46kg hả? Số 2. Rồi ok chị. Mã 12 đây ha. Con đưa nó coi coi. Rồi mã 12 thay này đúng không? Rồi vậy là em không có thay 46kg rồi chị Nguyễn Thị Lan ơi. Bây giờ em sẽ lên cái thay của chị cho chị lựa nha chị ơi. Em lên cái thay của chị cho chị lựa coi. Nè em chưa. Rồi đây nè chị Nguyễn Thị Lan ơi, bây giờ em lên xây 1 cho chị lựa nè, lương mã nào chị chốt mã đó giùm em nha. Nha. Cái này hàng xưởng không đó mấy chị ơi. Hàng mai nhà không đó, rất là đẹp luôn. Rồi không cô Nana, con có số điện thoại cô rồi, cô không cần cho nữa nha cô ơi. Không cần cho nữa đâu. Giống không? Mầm gì hay nó giống mà. Cái hả? Rồi đây cô Nana, ủa cô gì? Cô Nguyễn Thị Lan chốt lại giùm con xây này là xây số 1 của cô nè, 46kg nè. Ủa xây số 2 nè, 46kg đổ về. Đây 46kg ghi giùm con này mã số. Rồi em lên số 2 cho chị đi coi nè. Rồi con này mã số 15. Rồi ưng thì chốt giùm con mã 15 nha. Lên số 2, vậy đây lên số 2 là cô chị ngoại chị Tiên ơi. Số 2 là 45kg đến 55kg vừa. 45 đến 55kg nè chị ơi. Chị Lan với là chị ngoại chị Tiên nè. Rồi ghi đây là mã 15. Mã 15. 15. Có con này chấm chấm không? Mặc chung thử với con coi. Mã số mấy đây? Số 2 nè, số 2 thì tay chút không? Đây em mặc thử với chị xem một con nha. Đó. Em lên xe 2 cho. Ok mã 15 cho chị ngoại xì tin. Ok mã 15 cho chị ngoại xì tin nè. Chị ngoại xì tin ơi, lên số điện thoại giùm em đi chị ngoại xì tin. Lên số điện thoại giùm em. Lên số điện thoại cho em đó chị nha. Ờ, như một cái áo. Dạ 55.000 em đang sale giá 55.000. Hàng này là hàng thiết kế luôn giùm em nha. Dây kéo xịn luôn giùm em đó mấy chị ơi. Có hai túi hai bên luôn. Rất là đẹp nha. Rồi dùng mọi sự tin ưng thì chốt nha. Đây con này. Con này ghi giùm con là con mã số 16 nè. 16 là con em đang mặc đó mấy chị nha. Mã 16 em có size lớn luôn. Mã 16 nè. Mã 16 này là size, size này là size như ta 62 cái độ về em có size nè. Đây các em đang mặc là mã 16 nè. Rồi đây con mã 17. Đó. Mã 17 thì em là chị ngoại chị tên. Chứ lại là chị Lan ưng thì chốt em mã 17. 17 thì em với chị nha. 17 45 tới 55kg mã 17. Mã này là mã 10 18. Mã 18 nha chị nha. Lấy mẫu khác thì em có mẫu này thôi, còn qua dân khác để em lên qua dân cho chị xem. Rồi con này mã 19. Mã 19 mấy chị nha. Mã 19. Hoài vậy. Mã 20. Mã 20 giùm em 45-55kg mã 20. Có 55.000 một áo thôi. Hàng mặc rất là mát nha. Mấy cô lớn tuổi
khi nào mấy chị vô nhà mấy chị kéo lên thì em thoải mái nha mấy chị ơi. Đó rồi, con này mã 22 đẹp quá. Mã 22 55.000 một áo mấy chị nha. Mã 22 rồi, con này mã 23, cứ chốt mã nào thì ghi mã đó đi, em xong là em chốt cái gì luôn. Mấy chị muốn lên sao nhiêu ký báo số ký em lên cho em, có size từ 75 kg đổ về nha. Con này mã 23, mã 23, ghi mã giùm em mấy chị nha. Em không có lấy giùm đâu, mấy chị ghi mã giùm em nha mấy chị ơi. Rồi con này, con này cho lọc rồi. Rồi con này mã 24 giùm em, 45-55kg. Rồi con này mã 25, con này là mã 25. Rồi con này mã 26. Đó, 45-55kg mã 26. Mã 26 đẹp quá. Mã 26 45-55kg mã 27. Mã 27 27. Rồi con này mã 28. Mã 28 45-55kg mã 28. 45-55kg mã 29. 29 quá sang quá đẹp luôn. Mã 29. 29 giùm em nha. 29. Rồi mã này là mã 30. Gì vậy? 30. Mã 30. Mã 20 mã 22 thì bị cắt hai. Rồi con này mã 30. 31. Mã 31 giùm em, con hồng quá sang luôn. Mã 31 nè. Rồi con này mã 32 nè. Mã 32. Rồi con này mã 33. Em lên hot cho mấy chị luôn. Mã 33. Còn 2 con nữa nè. Rồi con này mã 34. Mã 34 gì em ơi, nền đen quá xanh. Mã 34. Rồi con cuối cùng mã 35. Rồi chị nào lấy mã nào chốt cái đó giùm em, 45-55kg. Ưng mã nào cứ chốt cái đó giùm em nha. Quá xanh quá đẹp. Mã 4 đúng không? Đúng không? 34. Ủa 35 hay 35 mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em. Rồi bây giờ bắt đầu em chốt nè. Mã 24 thì chị ngoại chị tin rồi đúng không? Rồi ba cái xong 8 ký rồi, để em lên xem sách 8 cho. Rồi chị Lan mã 23, mã 25 cho chị Nguyễn Lan, Nguyễn Thị Lan. Rồi cái mã 20, 22 cho chị Khánh An. Ok luôn, 55 một áo chị Phụ Minh ơi, 55k một áo. Đó chị nào lấy mã áo nào thì chốt em. Em đang sale giá là 55k một áo, dây kéo rất là đẹp luôn. Hàng may nhà có hai túi hai bơm đó chị nha, để tiền không chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cái này để mấy chị á là dưỡng kem, hoặc là mấy chị nào lớn lớn tuổi mặc vô để cho đừng có nắng trực tiếp vào da, bị sạm da gần tết rồi mua dưỡng cho mấy chị ơi. Có 55 thôi, tại em thấy số lượng nhiều nên nên xưởng nó báo, nó bán cho em giá rất là ok, nên em bán cho mấy chị giá ok. Rồi bây giờ đang xây 68 kg mẹ ơi. Đâu con cái trên đây nó hiện đâu có nhiều lâu. Cô Nguyễn Lan đó nè. Mã 15 cô. Mã 23 25 chưa? Cô Nguyễn Lan. Hả? 15 mã 15. Rồi mã 21 cho cô chị ngoại luôn. Nhưng mà có chị ngoại có ở đúng rồi. Rồi mã 21. Rồi lên 60 đâu mã 21 đâu. Thank you.
chị Lan là lấy rồi đúng không? Khỏe lấy chưa? Rồi ok, rồi lên 68kg. 68kg chị muốn lên xe nào mà chị cứ báo cho em. 55k một áo bao rẻ cho mấy chị luôn. Em bao giá cho mấy chị luôn rồi đó mấy chị ơi. Rồi đây 68kg cho mấy chị ơi. 68kg chốt liền giùm em con này. Quá xuất sắc, 70kg đổ về mấy chị nha. 70kg đổ về. Rồi đưa lại cho mấy chị xem nha. Để vô phần hot đi rồi đưa lại cho mấy chị xem. Sợ nha. Rồi đây nè, mấy chị đi ra nắng, đi ra chạy xe, mấy chị kéo em lên ha mấy chị nha. Kéo lên để che cái phần cổ mấy chị nha. Kéo đi kéo lên là cái phần cổ nó sẽ bị đứng luôn. Đứng luôn, nó sẽ che cái phần cổ của mấy chị ha. Cổ sau và cổ trước luôn ha mấy chị nha. Cổ sau và cổ trước, bịch cổ trang nó nón luôn là bịch luôn mấy chị nha. Rồi đây là chị nào về thì mấy chị cứ gỡ ra. Thích gỡ chị thì gỡ, thích gỡ ra luôn thì gỡ ha mấy chị nha. Đó, gỡ ra luôn, bụng mặt cũng đẹp luôn mấy chị nha. Thơm của nó là không đứng lên rất là đẹp luôn. Rồi đây là chị nào thì chốt em 70kg đổ về kia giùm em con này nè. 36 mã 36 mã 36 rồi con này mã 37 37 70kg đổ về mã 37 70kg đổ về mã 37 cái bông này mấy chị cần lựa qua gian thôi mấy chị nha, mấy chị cần lựa qua gian thôi mã 37 phải qua sáng không phải chị thường lựa cái này nhầm rồi con có trả lời không không con không có trên đây đâu sập mẹ thua thì không chưa 37 giùm em nha. Mã 37 khoan để em chốt cho mấy chị kia cái đâu rồi. Đâu mấy chị kia đâu chốt đâu. Lấy mẫu mặt. À lấy mẫu mặt đúng không? Mẫu mặt anh còn có đúng một cái luôn rồi ok. Chốt mẫu mặt cho chị Hanh Hanh đổ nè. Hanh thoát đổ hả? Rồi mã sao 36 rồi con này mã 37 ủa 38 kho này là mã 38 nhanh lên đi nè 36 nè không không kịp mà con ngồi đợi đi nữa rồi con này mã 38 con này là mã 38 thì biết chị nha có hai cuốn hai bên 70kg đổ về mã 38 rồi con này mã 39 con này là mã 39 70kg đổ về mã 39 70kg đổ về mã 39 giùm em nha chị cũ nha rồi ok chị cứ chốt đi tí tụi em điện thoại cho chị chốt đơn giá tiền cho chị nha tổng tiền cho chị ha rồi đây rồi con này rồi chị nữ thì chốt em mã 30 mã 40 con này là 40 đó 70kg đổ về mã 40 70kg đổ về mã 41 70kg đổ về mã 41 70kg đổ về mã 42 70kg đổ về mã 42 cứ nhìn qua gian rồi lựa giùm em nha đó em mặc mẫu cho chị xem một mẫu anh đang trên người rồi đó và đây là chị đậu thì chốt anh mã 43 70kg đổ về mã 43 mấy chị muốn lên sao bao nhiêu ký mấy chị cứ báo giùm em nha để em lên cho mấy chị cho dễ em lên theo từng size chứ em không có lên lộn xộn nên mấy chị cứ yên tâm không có chút lộn đâu và đây là chị đậu thì chốt em con này mã 44 mã 44 nha mấy chị muốn lên cái gì mấy chị cứ thông báo giùm em là em sẽ lên chính xác cho mấy chị rồi con này mã 45 con này là mã 45 ai ơi 45 chút mã 45 giùm em 45 rồi con này mã 46 con này là mã 46 mấy chị nha mã 46 sang lắm mấy chị ơi 46 rồi con này mã 47 con này là mã 47 mấy chị nha mã 47 hay ưng 47 chút mã 47 giùm em 47 rồi con này mã 48 70kg đổ về mã 48 55k một áo mấy chị nha 48 rồi con này 70kg đổ về mã 49 70kg đổ về mã 49 70kg đổ về mã 50 mã 50 rồi 70kg đổ về mã 51 mã 51 quá đẹp luôn 55k một áo thôi
con này mã 50 bộ 51. Ủa 51. 53 rồi 54 nè. 54 giùm em trắng đen. Quay văn rất là đẹp luôn. 55. Rồi 70 cái đổ về mã 55 giùm em nè. Mã 55. Rồi con này mã 56. Rồi con cuối cùng này là mã 57. Rồi ok chị đổ thì tốt giùm em. Mã 57. 57 giùm em rồi ưng thì em tay tốt em. 57 nè. Theo tao đọc rồi bây giờ ghi theo số của mày rồi giờ sao giờ rồi hoặc người ta chốt rồi lấy gì mà ghi giờ nào nó rồi mẹ không cho đem cái mấy cái đó lên đưa cho mấy chị xem cái rồi hồi lộn mẹ cái đó mẹ chịu. Có hai túi toàn bộ, có hai túi rất là đẹp luôn, đựng tiền thoải mái nha.
chương huyền 51. Màu này là 51 chương huyền nè. Ok nè, rồi bây giờ bắt đầu em lên xe 75 tí nè. Rồi ok, em thấy số điện thoại của chị rồi nha. Ok chị, rồi đây, con em đang mặc mã 58. Con em đang mặc là mã 58 nha. Chị nào 75kg đổ về thì chú em mã 58. Bộ đỏ nó là giá 150, em đang sale giá 150 nha chị ơi. Chị bao nhiêu ký chị bảo em ơi. Cái đó là em còn ít màu à. Rồi con này mã 59. Đó, 75kg đổ về mã 59. Mã 59 giùm em nha. Mã 59 nè. Rồi 75kg đổ về mã 60. Mã 60 giùm em, cực kỳ đẹp luôn, mã 60. Size 75kg em có thôi nha, ước phải nào thì chú phải nó. Rồi con này mã 61. Mã 61 giùm em. 75kg mã 61. Không ai bán giá 55.000 với em đâu mấy chị ơi. Chất giải là mấy chị về mấy chị gọi đi, rất là mát luôn. Rồi đây con này mã 62. Đó, ai ơn 62, chú mã 62 giùm em, sang quá. 62. Rồi con nâu này là 63. Đó, 63. 63 với chị nha, 63. Rồi con này mã 64 là mấy chị ơi. 64, ai ơn 64, chú mã 64 giùm em. 64. Rồi con này mã 65. Mã 65, ai ơn 65, chú 65 giùm em. 65. Rồi con này mã 66. Con này mã 66 chị nha, 66, dây kéo bao xịn luôn. Nha, 66. Rồi con này 67, 75kg về mã 67. 70-75kg mã 67. Rồi con này mã 68. 68. Rồi con này mã 69. Mã 69. Đẹp quá. Rồi con này mã 70. 70. Con này mã 71. Mã 71 giùm em. 71. Rồi con này mã 72. Đó, 75kg về mã 72. 72. Mã 73. Con này mã 73. Rồi con này mã 74. Đó, 74 nha em nha. 74. Rồi còn hai con nữa nè. 75. Mã 75. Rồi con cuối cùng là con mã 76. 76. Rồi chị nào lấy mã nào chút mà đón em. 76. Rồi ok. Ước mã nào chút mà đón giùm em nha. Rồi ok xong chưa. Đọc nè. 47kg em ơi. Chị bảo em 47kg hả. Bộ đỏ phía sau 47kg em có tay. Đây, tay em đang treo luôn đó, là tay của chị á. Màu đỏ. Màu đỏ này chị ơi. Màu đỏ này nè, là size của chị 47 cái mặt dừa luôn á. Để em đọc cái size của chị cho chị lựa. Chị 53kg. Chú của chị hai áo. Chị Ngọc Xuyến hả? Chị Ngọc Xuyến là 53kg. Ok, để em chú em lấy lại chị hai áo ha. Chị lên số điện thoại giùm em đi chị Ngọc Xuyến ơi. Chị ghi giùm em á là 73kg hai áo, kèm số điện thoại giùm em đi chị Ngọc Xuyến rồi em chú với chị. Có số điện thoại em đi bấm thẻ cho em chú rồi được cho chị Ngọc Xuyến ơi. Ghi giùm em là mã, ghi giùm em là 73kg hai áo, kèm số điện thoại giùm em. Ghi vậy đi, ghi một hàng giùm em đi chị Ngọc Xuyến rồi em chốt với chị. Rồi mã 63, 64 cho chị Phụng Minh. Á trời ơi, chị Phụng Minh bao nhiêu ký? Khoan, chốt chị Phụng Minh đi. Chị Phụng Minh lên số ký dùng ra giùm em chị Phụng Minh đây. Vừa kết bạn Zalo rồi ok chị Như Thảo. Ok chị Như Thảo nè. Rồi 70-75kg chị nào chốt thì lấy nha. 72kg rồi ok cho chị Phụng Minh em. 63-64 chị Phụng Minh ok chị yêu nè. Ok chị lấy hai áo cho chị. Rồi mẹ ơi. Không, cho anh xong chưa?
84 nè. 84 có chị một con nè. 83 gọi hai con chị Phụng Minh. Ok, chị Phụng Minh dùng rồi. Rồi nào lấy gì chốt giùm em nha. Chị nào lấy gì chốt giùm em. Rồi ok. Chị nào ta? Chị An Bảo An. Đây này chị ơi. Size của chị 47kg đúng không? 45 có 52kg em còn màu này chị. Chị ơi. Size màu xanh tím đây. 150. Mẫu này là đang đang sale 150 đó. Giá thiệt của nó là 170, 180 ha. Rồi đây coi chị đã ưng cánh tiên, chú cánh tiên giùm em. Size của chị đây em còn màu đỏ nè. Một con màu đỏ. Màu đỏ. Chị em còn được 6 màu nha. Ủa? Còn được 5 màu thôi. Màu đỏ phía trên nè. Màu xanh ngọc nè. Màu vàng nè. Màu hồng nè. Với lại màu hồng sen. Đó. Chị Bảo An ưng màu nào chốt màu đó giùm em đi chị Bảo An. Ưng màu nào chốt giùm em màu đó đi chị. Thích màu nào thì chốt màu đó nha chị Bảo An ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi nè, mã 60, mã 61, mã 73, 60. Rồi ok, thấy số địa chỉ của chị Phụng Minh luôn. Rồi ok, vậy chị cứ lựa thêm nên tí nữa em sẽ điện thoại với nhân viên điện thoại chị nha. 60, 66, 73, 75.
đỏ chị Bảo An nè, ok chị nè. Bộ cái bên là bộ gì? Bộ cái bên là bộ sáng mắt sơ mi đúng không? 130, đang sale của nó 130 đó chị. Chị nào không có số ký chiều cao là em không có lên được nha. Chị Hương Mai là có lên số ký chiều cao là chị hỏi mẫu đầm dạ hậu dài. Dạ hậu dài mà 54 kg. 54 kg giờ á em còn con này. Nếu mà 54 kg thì lấy con này chị em đi. Xay nó chị vừa dặn luôn. Nếu mà chị có bóp thì vô bóp thêm chút xíu à. Sơ mi á.
một bộ 60 kg, một bộ 80 kg hả chị Phương Nguyên? Cũng được rồi, ok. Em thấy chị Phương Nguyên chấm chấm quá trời nè. Bộ cánh tiên, bộ cánh tiên là 60 kg em có nha chị Phương Nguyên ơi. Còn 80 kg này qua cái mẫu bi đi, mẫu có bi 60 kg mà size của chị á, là bây giờ em còn được có ba màu thôi, màu đỏ, màu hồng với màu hồng ruốc. Màu đỏ giống như trên treo, màu hồng với là hồng ruốc. Đó, ưng màu nào chú màu đó giùm em, màu hồng sen với màu hồng ruốc chứ. Đây màu hồng sen đây, đây màu hồng sen là màu này với là màu hồng ruốc đó. Chị ưng màu nào chú màu đó giùm em đi. 60 kg em còn được có 2 con đó, còn được có 3 con thôi. Màu đỏ, màu đỏ trên, màu hồng sen với hồng ruốc. Ưng màu nào chú màu đó giùm em đi, rồi xong rồi chốt đi, rồi em lên xây 80 kg gì được. Bộ đỏ cánh tiên là giá 150 chị ơi. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt em sơ mi. Sơ mi mã số 1 lại giùm em. Sơ mi mã số 1 đó, em có size từ 75 kg độ về nha. Bộ lộn, em có size từ 70-72 kg độ về ha. Chị nào ưng thì chốt 70 kg độ về thôi, 70 kg độ về thôi. Rồi con này, con này là size của chị, của chị Bảo An nè. 45-55 kg, 45-55 kg mã số 1. Muốn lên bổ sơ mi xem bao nhiêu ký mấy chị có báo giùm em nha. Rồi con này là mã số 2, lựa qua văn giùm em mấy chị nha. Đó, mã số 2, mã số 2 là nút mấy chị nha. Mã số 2 cực kỳ sang luôn. Mã số 2 qua văn, lựa qua văn thôi. Mã số 2. Rồi con này mã số 3, mã số 3. Đó, mã số 3 là dây kéo. Mã số 3 có mấy con thôi à, cái này là hàng 2 nên nó không có nhiều đâu, hàng thiết kế 2 nên nó không có nhiều. Rồi con này mã số, mã số 4, mã số 4 cho em mấy chị nha. Mã số 4 đẹp lắm luôn, 130 một bộ thôi. Mã số 4 rồi, dây kéo mã số 5, mã số 5. Bộ tay gắn tiên bao nhiêu ký mặc dừa vậy em? Có size 68 kg, 67-68 lộ về đó chị Khai. Khai Hiền bao nhiêu ký vậy? Rồi con này mã, mã số 5, mã số 5. Chốt đơn kèm chú ký giùm em chị nha. Rồi con này mã số 6, con này là mã số 6 giùm em mấy chị nha. Mã số 6 ơi, mã 6, chúc mã 6 giùm em sang lắm. Chúc giải bao đẹp cho, kiểm tra hàng trước khi nhận, mấy chị cứ yên tâm. Bên em bán mấy năm trời rồi nên không có khi nào mà bán giả xấu này nọ mấy chị đâu nha. Chị cứ yên tâm, bên em mở shop để cho mọi người ở tỉnh, ở Vĩnh Long vô lựa, nên em không thể nào mà bán shop và bán cái giải mà không chất lượng như mấy chị đâu. Mấy chị cứ yên tâm. Rồi mã, mã số 7, mã số 7 giùm em ơi, mã 7, chúc 7 giùm em. Mẫu này em không có size 75 kg nha chị ơi. Mẫu này em không có size 75 kg rồi chị Kim Kim ơi. Dòng em 96 đổ về mấy chị ơi. Dòng em 96 đổ về. Rồi đây con này mã số 8, mã số 8 giùm em. Mã số 8. Rồi con cuối cùng là mã số 9. Để đăng ký mặt này ơi. Mã số 9 giùm em. Rồi chị đỡ người chú em mã nào thì chú mới đóng em ha. Mã số 9. Rồi con cái này là mã số 10 đi. Rồi con trên đây là mã số 10, chị đâu có mã nào có đó giùm em. Em có 10 mã của xây ấy đó. Đó, rồi mấy chị muốn xem bao nhiêu ký báo số ký giùm em đi. Không có số 5 mà, em có số 4 mà. Chị Hai Hiền hả? Chị Hai Hiền 73 kg là bộ cánh tiên là mặt không vừa. À, bộ cánh tiên 75 kg em có mẫu này nè, để chị Hai Hiền, chị có lấy thì chốt giùm em để em lên cho. Đi kéo. Rồi ok, để em lên cho chị Hai Hiền nè. Rồi mã, mã số 3, bộ đỏ phía sau. Rồi ok chị luôn, mã 10 mã 3 cho chị Bảo Anh. Mã 3 cho mã 10 cho chị Bảo Anh. Đây là nếu mà cánh tiên hả? Nếu mà cánh tiên thì em sẽ lấy chị cái mẫu này. Có không?
Còn đây là cánh thi 75kg này chị Kim Kim lấy thì chốt cho em. Em còn được có 2 bộ thôi. Đây một cánh thi nha. 75kg độ về. À hai mẹ đưa một cánh thi mới đi mà. Mẫu một cánh thi mới về đó. Ừ. Thì đây không mà. Rồi đây, chị nào thích cánh tiên này thì chốt cánh tiên em 75kg về, em còn đúng có hai nào thôi. Cái này là em có size 1, size 2 và size 3, size 4 luôn nha. Rồi đây, size 4 của em 75kg về. 75kg về em còn hai màu duy nhất luôn. Màu hồng, màu xanh bơ. Đó, chị Kim lấy thì chốt em 75kg, màu hồng, màu xanh bơ. Em đọc từng màu cho chị lựa luôn. Rồi size 3. Ngọc
xanh ngọc, rồi cá xi màu xanh xanh lá, cá xi màu xanh lá, thỏ ưng màu nào chú vào đó em, cá xi xanh lá 130, cá xi nâu 130, cá xi nâu 130 giùm em nha mấy chị ơi, cá xi nâu 130. Bộ đồ đỏ sau lưng bao nhiêu tiền? Dạ 150 chị Lan Nguyễn ơi. Chị Lan Nguyễn lên xuống tiếp là chị cây giùm em đi, em lên đi chị lựa. Rồi màu cam, màu cam giùm em, rồi chị thử một chút đi em. Cánh tiên cam, cánh tiên cam 130, cánh tiên đỏ 130, đây cánh tiên đỏ 130 luôn, cánh tiên đỏ 130. Và con cuối cùng là cánh tiên tím đi, hoa tím nè, cánh tiên hoa tím mấy chị ơi, cánh tiên hoa tím cực kỳ đẹp luôn, 130 luôn mấy chị nha. Rồi chị nào lấy màu nào cứ chốt màu đó giùm em, mẫu này qua trang bao sang luôn, bao sang mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy màu nào cứ chốt màu đó giùm em, 130, 130 mấy chị nha. Mấy chị muốn lên đầm hay lên đồi bộ mấy chị cứ báo cho em liền đi, rồi em lên cho mấy chị luôn. Hàng mai nhà giá 200 hả thư? 75kg à. Em có mẫu hàng thiết kế mai nhà 200. Có chị nào muốn lên hàng thiết kế cao cấp 200 không? Thiết kế mai nhà luôn, mai bằng máy mai gia đình chứ không phải mai công nghiệp nha. Giống như là hàng mấy chị đo mấy chị mai vậy đó. Cái form của nó rất là chắc chắn luôn mấy chị nha. Form chuẩn luôn. Này lên cho con cái dài cái nạp bon đi. Nạp bon 2 lớp á. Đồ bộ hả? Đồ bộ mà mấy chị đâu cho xuống tiếp chiều cao đâu mà sao lên được. Phải lên xuống tiếp chiều cao em mới lên được mấy chị ơi. Đưa con cái nằm body luôn mà. Sao còn cái nằm body hồng thôi vậy? Ai biết rồi. Ồ đẹp quá trời luôn rồi mấy chị ơi. Lên đầm. Chị Đặng xin bao nhiêu ký lên xuống ký với em đi. Đây nè, đầm em có nằm body nè. Đầm body đỏ hồng nữa nè, đẹp quá trời luôn, chất u mì bao đẹp mấy chị luôn, 150 thôi sale mấy chị, có hai con này còn có hai con 150 thôi. Ủa đầm hai lớp kia kìa, đầm xung đi đó. Rồi đây nè, sẵn lên con này em lên luôn cho mấy chị luôn nè, đầm hai lớp nè, nãy đầu like đó. Rồi đây nè, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em con này cực kỳ sang luôn mấy chị ơi, 130 mấy chị luôn ha. Tầm này em xem mấy chị 130 thôi. Form này em chốt tầm cỡ 65kg về thôi nha. Không, tầm đầu lai em theo phi ông đó. Còn đây 65kg về, chị đâu ưng thì chốt đi dùm em 65kg về, ghi dùm em con này. Mã số 1, mã số 1 dùm em, rất là đẹp luôn. Mã số 1 bây giờ em đưa qua văn lên nha. Ưng hoa văn nào chốt hoa văn đó nha mấy chị ơi. Ưng hoa văn nào chốt hoa văn đó thì em. Rồi con này, con này mã số 2, màu tím tai phồng mã số 2. Cái này là tai phồng luôn đó mấy chị ơi. Mã số 2 đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mã số 2 130 thôi. Mã này là mã số 3, hoa văn này là mã số 3. Rồi con này mã số 4, mấy chị muốn sao muốn em mặc cái gì xem mã nào mấy chị cứ báo. Mã số 4. Rồi con cuối cùng mã số 5. Mã số 5. Rồi con này là 150, xanh dương 150 giùm em. Xanh dương là 70kg đổ về mặt vừa. 70kg đổ về mặt vừa em, con xanh dương này chất nhũ chút chất hung chất gì nhũ tuyết nha, chất nhũ tuyết. Chất nhũ tuyết coi dạng thoải mái luôn. Form này làm bán chị là 70kg đổ về mặt ok. Đẹp lắm mấy chị. Đó, rồi chị đã ưng nằm chút nằm giùm em. Mấy chị muốn lên nằm bao nhiêu ký báo giùm em có số ký đi mấy chị ơi. Rồi đây nè, nằm xung. Nằm xanh đen. Đó, 67kg đổ về mặt ok. Đó, cực kỳ đẹp luôn, đầm suông mấy chị nha. Cái này là có một túi luôn nè. Rồi, cái gì em đầm suông bên đây nó có xẻ một xíu ha.
Rồi ghi em mã làm xuống xanh đen. Làm xuống xanh đen mã mấy rồi? Làm xuống xanh đen cực kỳ đẹp luôn. Chị Đào Ưng thì chốt em phía sau này. Em chưa kéo chưa kéo ha, nên cái cổ nó hơi đẹp. Có ghi mã không? Mã số 6, hai ông thì chốt em mã số 6, 6-7 trở về mã số 6 dùm em mấy chị nha. Mã số 6 là qua văn này dùm em. Đó, mã số 6, 50kg, 50kg thật được không ạ? Thầy không gặp không ạ? Hả? Dạ, 55 đến 6-7kg. Mấy chị có muốn là cầm xung này không? Không báo thôi dùm em đi mấy chị ơi. Rồi đây con này ghi dùm em mã mã số 7. Đó, quay ra này ghi mã số 7 dùm em đi. Mã số 7, mấy chị có muốn lên mẫu này không? Thì báo em nữa không, em không lên đâu. Chị nào mà cần lên thì em mới lên. Mấy chị chấm lên dùm em đi, có chị nào đang xem không? Chấm lên cho em mấy chị. Rồi mã này là mã số 8 nè. Rồi không chị nào lên nữa là em không có lên mẫu này nữa nha. Em qua mẫu khác. Rồi mã số 8. Mã số 8 chấm lên giùm em mấy chị ơi. Mã số 8 mấy chị nha. Mã số 8 giùm em đi. Rồi cái mà sơ mi mấy chị có muốn lên xe 70kg không? Lên 70kg cho mấy chị được. Không muốn lên xe 70kg thì báo em nha. Đầm vo này mặc rất là đẹp luôn. Xeo như quên nó rồi quên được giá nữa. Rồi hôm nay em xem mấy chị 130 luôn. Chị nào lấy hôm nay em xem 130. Ai ơn 130 chút 130 dùm em mấy chị nha. Chốt phone 2 lớp. Đó lấy mã nào chốt mã đó. Đồ bộ bao nhiêu ạ? Đồ bộ quá là màu đỏ. Màu đỏ là giá 150, đang xe 150. Còn bộ này là giá 130. Bộ sát nách sơ mi là 130. Chị ơi, chị muốn hỏi mẫu nào? Chị lên số ký đi. Màu đỏ thì hiện tại em chỉ còn size 67 kg đổ về. Còn cái mẫu phía bên đây 130 là 130. 130 là 70 kg đổ về. Rồi chị nào đang xem chấm giùm em nha. Thằng giờ hỏi ngắn hay dài chị Huy Trần ơi? Huy Trần chỉ 59kg.
Tầm dạ hội bây giờ mình dạ hội của em đó chị. Mẹ cho con cái tầm dạ hội ôm body đi. Cái đó chỉ 59 cái mặt dừa. Rồi đây để em lên tầm dạ hội body cho mấy chị xem. Body xẻ chân luôn ha. Mẫu này là hàng này là ngủ cao cấp luôn. Nhưng mà giờ em sale mấy chị luôn còn được có mấy con. Hôm này tầm cỡ 65 kg đổ về mặt đẹp ha mấy chị ơi, 62-65 kg được mặt đẹp rồi. Bộ cơ cô có 50 bộ gì? Bộ gì ta? Bộ gì đó thì lon lê ơi. Bộ cơ cô có là bộ gì? Là bộ gì chị ơi? Hả? À bộ cỡ cô 58 kg hả? Bộ cỡ cô có 58 kg không? Bộ cỡ cô 58 kg thì con có nhiều. 58 kg là con có nhiều. Rồi đây nè. Body dạ hội. Body mà dài dạ hội luôn á chị nha. Phương phân sẽ chân ra rất là sang, rất là đẹp luôn ha. Nó sẽ từ ngay cái trên được gói xíu ha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt đi giùm em, phân rất là đẹp mấy chị nha. Mẫu này bây giờ mình xem nhiêu mặt, cái này mặt mơ chụp hình rất là đẹp luôn nha, sẽ từ dưới đây luôn đó. Mấy chị muốn cao thì mấy chị kéo lên sẽ trên cao, còn mấy chị muốn thấp thì mấy chị kéo xuống giùm em, tại vì cái này nhũ nên nó có độ co giãn ha, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Và sale mấy chị 160 thôi, sale mấy chị cái mẫu này 160 bằng cái đặt ngắn luôn á, mà cái này là hàng thủ 300 mấy, còn bây giờ em sale mấy chị còn có 4 màu thôi, em sale cho mấy chị. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em nè. Cái này là đặt đá luôn à, đặt bằng sắt luôn, mấy chị thấy không đó, hai cái rất là đẹp luôn, sang lắm mấy chị ơi, con này mặc rất là sang luôn. Rồi chị nào đấy thì chốt đi giùm em có ghi em là nhũ body 160, nhũ body 160. Dạ hội body đi, mấy bạn dạ hội body 160 em có đỏ, có hồng, có vàng và có bạc nha. Vàng bạc, đỏ hồng, đó. 160 thôi, chị nào lấy thì chốt giùm em 160 được lắm mấy chị ơi. Em đến 6 mấy ký lận nên mặt nó hơi ôm xíu. Còn mấy chị mặc thì nó sẽ không có bị xè ra nên cái này nhiều đâu. Em tới 68 kg lận nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em. Cái này có độ co giãn mạnh nên mấy chị cứ yên tâm nha, cứ coi thoải mái luôn, đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào ưng thì chốt giùm em, ưng thì chốt giùm em mấy chị nha, sang lắm mấy chị ơi. Ở cái này là cái hàng dạch dạch bằng sắt luôn nên nó không có sợ bị gớt mấy chị nha, không có sợ bị gớt đâu. Rồi chị ưng thì chốt em body mấy chị nha. Body gồm mấy mẫu này là sao, bao nhiêu ký này? Đây bộ đỏ đô nè, size số 5 này là bao nhiêu ký? Lấy mẫu nào trên đó thì mấy chị cứ coi đi rồi mấy chị báo em.
58 kg có sai chị, 58 kg là lấy xe ba đi nha, lấy xe ba gọi là ngoại lấy xe mi xe ba cho chị hai nghe, xe ba ok. Ngày mai
1 giờ rưỡi mấy chị nhớ vào xem nha. Nhớ bấm nút theo dõi cái trang quần áo siêu rẻ Anh Thư của em mấy chị nha. Nhớ bấm nút theo dõi nó mới hiện lên thông báo. Khi nào em like là mấy chị sẽ hiện lên. Tầm 11